Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 bị can trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh thành phố. Trong đó, ông Nguyễn Hồng Hà, sinh năm 1964, nguyên cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản về tội nhận hối lộ. Bà Nguyễn Lê Ngọc Anh Sinh năm 1988, nguyên cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và ông Hoàng Anh Kiếm sinh năm 1978, nghề nghiệp tự do về tội đưa hối lộ. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định này. Hiện thì cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.